Và một cái chi tiết ở căn phòng khách mà Ánh Diệu muốn chia sẻ thêm với quý vị đó chính là phần sàn nè, thì chúng tôi đã lát gạch với kích thước là 80x80. Và từ nãy giờ thì mới không gian đầu tiên thôi mà quá nhiều thứ để nói đúng không nào? Bây giờ hãy cùng Nhật An và Ánh Diệu sẽ tiến qua một không gian gọi là để nuôi dưỡng và sưởi ấm cho cả gia đình quý vị nhé. Hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và bây giờ thì chúng tôi đang di chuyển vào khu vực phòng bếp, nơi giữ lửa và sưởi ấm trái tim như mà anh An vừa chia sẻ. Và căn bếp này thì anh cảm giác là cũng khá là thoải mái đúng không Diệu? Bởi vì đầu tiên có thể thấy rất rõ là ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ cửa rất là to để mở ra không gian ở bên ngoài. Thật sự là đây cái điều mà anh luôn luôn rất là thích khi mà anh đi tham quan những căn nhà mà có cái vườn xung quanh đó Diệu. Thì cảm giác là giữa căn nhà, không gian bên trong và bên ngoài nó rất là liên kết với nhau. Từ đó thì khi ví dụ để chúng ta ngồi dùng bữa ở đây thì cũng có cảm giác là cái luồng sinh khí ở bên ngoài nó luân chuyển ở trong này và rất là thoải mái. Dạ. Và sẵn anh An có chia sẻ cửa thì ở đây em thấy là nếu như mà ở vị trí sảnh chính là sử dụng những chiếc cửa mở quay thì ở vị trí này lại là sử dụng cửa lùa. Với thiết kế này anh thì khi mà chúng ta đóng mở sẽ không làm ảnh hưởng đến diện tích của không gian và nó rất là kín và khít nữa. Và bây giờ từ nãy giờ thì đang bàn về cửa ha, nhưng mà muốn nói một chút xíu đó chính là về nội thất đi. Thì quả thật là nội thất của căn nhà Diệu có đồng ý không là nó rất là ăn nhập từ ngoài phòng khách đi vào. Từ nãy giờ chúng ta đã thấy cái gam màu gỗ mà nó hơi ngã nghiêng một chút xíu này ở phía phòng khách rồi, ở cái trên vách này ha, rồi cả kệ tivi nữa, thì vào đây một lần nữa lại xuất hiện ở trên khu vực kệ tủ bếp hình chữ Y như thế này. Và Diệu ơi, quả thật là kệ tủ bếp hình chữ Y là nó là cái loại kệ tủ bếp nó tiết kiệm diện tích nhất đúng không? Dạ chính xác luôn. Có thể nói là trong tất cả các loại tủ bếp thì tủ bếp hình chữ Y nó phù hợp với mọi không gian luôn. Có thể là những không gian có diện tích khiêm tốn hoặc là những không gian mà có diện tích rộng rãi một chút thì loại tủ này đều thích hợp cả. Và ở đây khi mà kệ tủ bếp thì quý vị thấy đó, kệ tủ bếp trên nè, ở phía bên trên cao ở bên này hay là ở cả tủ bếp dưới nữa thì chúng tôi đồng loạt đều xử lý là gỗ MDF của melamine. Ở trên mặt này thì sẽ xử lý bằng mặt đá kim sa, cảm giác là rất là chắc luôn á Diệu. Khi mà chúng ta xử lý đá kim sa ở đây thì dù cho chúng ta có nấu nướng như thế nào, có văng dầu mỡ thì cái việc vệ sinh cũng rất là dễ dàng, rất là tiết kiệm thời gian đúng không anh? Và bây giờ thì có lẽ cũng không thể nào bỏ qua chính là cái khu vực này. Sau khi nấu nướng xong thì chắc chắn gia đình phải ngồi quây quần bên nhau và dùng bữa đúng không? Ở đây thì khi mà chúng ta xử lý một cái bàn mà kết hợp giữa vật liệu gỗ và một cái miếng kính cường lực màu đen thì Diệu có đồng ý là nó cảm giác cái bàn chúng ta hiện đại hơn rất nhiều. Dạ chính xác luôn. Mà em cũng thấy thích ở chỗ đó chính là thay vì sử dụng kính cường lực màu trắng thì ở đây lại sử dụng màu đen. Nó giúp cho cái khu vực này trở nên thanh tịnh hơn nè. Và chúng ta cũng hạn chế là thấy những cái vết mà bụi hoặc là những cái gì chúng ta ăn bị rơi xuống nữa. Đúng, và cái màu đen này thì Diệu đó là rất là ăn nhập với cái thiết kế của tủ bếp luôn. Cho nên đây là phải nói là có kiến trúc sư nhúng tay vào đó. Thì khi mà đồng bộ như thế này thì quả thật là căn nhà nhìn sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều. Thì đây chính là không gian chung của căn nhà. Vậy thì những không gian riêng căn nhà sẽ được thiết kế như thế nào? Hãy cùng theo chân Nhật An và Ánh Diệu nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan qua phòng ngủ số 1 của ngôi nhà. Và không biết là phòng ngủ này thì có diện tích bao nhiêu anh An ha? Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 15,6m2.
quả thật là một căn phòng ngủ phải nói là quá là đẹp đúng không Diệu, khi mà được gia chủ đầu tư về mặt nội thất rất là nhiều. Đây là một cái gọi là một chung một cái concept, một cái chủ đề từ phòng khách đến phòng bếp và cả phòng ngủ nữa. Thì khi mà gia đình đầu tư, khi mà nó xuyên suốt như vậy đó, thì cảm giác của chúng ta đi vào bất kỳ không gian nào cũng rất là choáng ngợp về cái vẻ đẹp của nó. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút xíu về câu chuyện là những đồ dùng vật dụng ở đây đi. Thì em quan sát có thấy là có một giường ngủ chắc chắn không thể thiếu rồi. Rồi có táp đồ giường nè, bàn treo nè, rồi tivi cùng với một hệ tủ kệ để tivi nữa. Và chắc chắn là một cái bộ phận mà Diệu luôn luôn quan tâm và Diệu sẽ rất thích, đó chính là hai cái hệ tủ âm tường ở phía bên kia đúng không Diệu? Wow, và phải nói là thay vì những cái phòng ngủ khác anh chỉ sử dụng tủ bình thường thôi, thì ở đây thiết kế âm tường như thế này giúp tối ưu hóa được không gian và diện tích sử dụng nè. Và cái đặc biệt nữa là cái tính thẩm mỹ của nó cực kỳ cao luôn. Và khi mà chúng ta xử lý những cái hệ tủ âm tường thế này, có những phần cánh ở ngoài là cái cánh kính ha, và còn lắp thêm những cái đèn led ở bên trong nữa, thì gợi cho anh rất nhiều đến những cái cửa hàng thời trang cao cấp. Cho nên là thiết kế phải nói là rất là sang chảnh luôn đó Diệu. Và khi mà chúng ta để những cái đồ dùng vật dụng bên trong anh, thì phần nào đó sẽ giúp trưng ra được những cái món đồ đó và giúp cho không gian sống trở nên đẳng cấp hơn như anh vừa chia sẻ. Và một cái không gian nhỏ nhỏ của căn phòng mà em cũng phải nói qua, đó chính là ở ngay ở đây, chính là một gọi là không gian nhà vệ sinh khép kín ở bên trong của nhà của chú Trương. Bởi vì khi mà phòng ngủ mà có nhà vệ sinh khép kín á, thì nó sẽ giúp cho gia đình có thể sẽ có thêm không gian sinh hoạt nè, cũng tiện nghi hơn và không có cần phải chen lấn với nhau để sử dụng chung một cái nhà vệ sinh. Và tiếp tục bây giờ thì Ánh Diệu và Nhật An sẽ cùng nhau đưa quý vị khám phá những khu vực còn lại của tầng này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến qua phòng ngủ số 2 của căn nhà của chú Trương. Và quả thật Diệu ơi, khi mà chúng ta di chuyển trong căn nhà của chú Trương thì luôn thấy không gian nào nó cũng rất là mát và ngập tràn ánh sáng đúng không? Mặc dù giữa trưa đó nhưng mà cảm giác rất là thoải mái. Và bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại khuôn viên số 2 của căn phòng ngủ số 2, thì sẽ có diện tích là 14,4m². Quả thật thì về cái sự đầu tư nội thất, căn phòng này nó cũng không hề thua kém gì so với phòng ngủ đầu tiên. Dạ đúng rồi, vẫn là những cái đồ dùng vật dụng quen thuộc như là giường ngủ, táp đồ giường, tủ quần áo, tivi và hệ tủ anh ha. Nhưng mà với cái sắp xếp như thế này thì chúng ta cũng có cảm nhận được một cái sự ăn nhập rất là cao trong việc thiết kế nội thất của ngôi nhà. Và ngoài ra thì căn phòng này thật sự nó sẽ lấy sinh khí nhờ vào một cái ô cửa sổ 4 cánh từ phía bên kia, và lại có một cái cửa sổ nhỏ ở đây nữa để có thể sẽ lấy gió từ hai hướng vào. Và khi mà gia chủ họ sinh hoạt ở đây thì anh nghĩ là trừ khi nào lúc nào nó quá nóng thôi, còn bình thường thì khi có hai luồng gió thế này thì cũng rất là mát thoải mái để có thể sinh hoạt. Dạ. Và có một chi tiết em khá thích, đó chính là cái việc mà bố trí ổ cắm điện ở bên phía ngay chỗ cái táp đồ giường. Tại vì với cái thiết kế như vậy anh, thì khi mà chúng ta nằm ngủ ở đây, chúng ta không cần phải bước xuống giường mà chúng ta tiện tay là chúng ta có thể sạc điện thoại luôn. Có thể nói là khi mà có thiết kế thì chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống tiện nghi hơn rất là nhiều. Và thông thường thì tất cả những cái thiết kế về ổ cắm, vị trí cắm điện hay là những cái đường đèn, đường dây điện như thế nào của căn nhà thì đều được sẽ thể hiện rất rõ ở hồ sơ điện nước của Mắt Home, và Nhật An và Ánh Diệu cũng đã từng review qua để quý vị có thể tham khảo ha. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta phải đi qua những không gian khác thôi, tại vì anh tham quan không gian nào cũng thích hết. Chúng ta phải thám phá ngay thôi Diệu ạ. Và ở tầng này thì còn có một khu vực sinh hoạt chung nữa, đó chính là khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung. Và đây chính là khu vực mà anh Diệu muốn chia sẻ với quý vị. Bên trong thì chúng tôi đã bố trí gồm có hương sôi nè, lavabo nè, toilet và vòi sen tắm đứng. Và ở đây có một thiết kế rất là thông minh mà anh Diệu muốn chia sẻ ngay đây, đó chính là chiếc gương chúng ta có thể điều khiển cảm ứng đó quý vị. Đây chính là cái nút mà khi mà chúng ta ấn vào thì gương nó sẽ sáng lên rất là tiện, và chúng ta có thể sử dụng vào ban đêm nè. Còn bên cạnh đây thì cái nút này sẽ giúp làm sạch cái bề mặt gương, tránh cái việc mà nước bám lên. Thì có thể thấy là với những cái thiết kế thông minh như thế này thì sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện, thoải mái và tiện nghi hơn. Và bây giờ thì Nhật An và Ánh Diệu đang có mặt tại khuôn viên tầng 2 của nhà của chú Trương. Và không gian đầu tiên mà An Ánh Diệu sẽ ghé thăm chính là một không gian cung kính bậc nhất và linh thiêng của căn nhà, đó chính là không gian phòng thờ có diện tích là 16,5m². Và như quý vị có thể thấy là với thiết kế của phòng thờ này thì nó cũng tương đồng với không gian phòng khách ở bên dưới ha. Ở bên dưới sàn thì chúng tôi cũng ốp những cái phần gạch granite màu trắng như thế này, trên trần cũng là trần giật cấp, và đặc biệt là không gian phòng thờ rất là thoáng, đây là cái điều mà An cực kỳ thích ở không gian này.
Dạ đúng rồi. Và như anh An chia sẻ thì đây là khu vực mà linh thiêng và tôn nghiêm nhất trong ngôi nhà. Cho nên là cái việc mà chúng ta bố trí sử dụng màu sắc cũng là một cái điều mà cần phải lưu ý. Thì thông thường ở khu vực này á, chất liệu mà sử dụng cho bàn thờ thì cũng thường là sử dụng gỗ đó anh. Bởi vì nó có cái màu nâu mang đến cảm giác ấm áp và tôn nghiêm nè. Và đặc biệt như An nói lúc nãy là cái việc mà thông thoáng là nhiều, thì đó chính là nhờ vào cái hệ ban công rất là to ở phía trước này. Và khi mà chúng tôi lắp đặt ban công ở đây thì như quý vị thấy ngay bên trên là có cái dàn hoa rồi, cho nên là nó cũng rất là gọi là nó cũng che được phần nào che nắng ở cái khu vực ban công ha. Ngoài ra thì như quý vị đã thấy ở đây gia chủ cũng bố trí một cái chiếc ghế lười nữa Diệp, phải nói là rất là thích thú đúng không? Và nếu như mà vào buổi chiều hoặc là sáng sớm đó anh, khi mà chúng ta di chuyển ra khu vực này thì có thể ngồi ở đây nè để hóng gió, em nghĩ sẽ rất là thư giãn luôn. Và quả thật là với những không gian mà xung quanh là có nhiều cây cối vườn tược như thế này là nó quá lý tưởng đúng không? Ở thành thị là làm sao mà chúng ta có được những cái không gian như thế này. Cho nên là khi mà về những căn nhà vườn như thế này có cảnh, có tiểu cảnh, rồi có cái không gian sinh hoạt là một không gian sống quá lý tưởng, là niềm mơ ước của nhiều người đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến qua ở phía sau một chút xíu đi. Thì đây sẽ là một cái không gian hiện tại là còn trống, nhưng mà trên bản vẽ thì chúng tôi sẽ bố trí là phòng sinh hoạt chung có diện tích là 28m². Và với phòng sinh hoạt chung này thì lúc nãy Nhật An và Ánh Diệu đã trò chuyện với những cô chú chủ nhà thì đã chia sẻ đó chính là không gian này sau này chúng tôi sẽ bố trí có thể làm phòng karaoke chẳng hạn. Và gia đình rất là đầu tư về mặt nội thất cho nên sau này sẽ bố trí nội thất ở đây luôn. Dạ, yeah. Có thể thấy là khi mà trao đổi với gia chủ thì Ánh Diệu và Nhật An nhận ra một điều là cô chú là một người rất là đầu tư về cuộc sống tinh thần. Thế nên là cái phòng karaoke ở đây anh, đó sẽ là điều kiện để cả gia đình có thể là quây quần bên nhau nè, rồi cùng nhau hát ca, giải trí, thư giãn. Và đó cũng có thể là nơi mà chúng ta ngồi đọc sách hoặc là xem phim luôn, cũng rất là tiện. Và không gian này cũng khá là thoáng bởi vì như quý vị thấy đó, có những cái hệ cửa sổ xung quanh, có một cái cửa rất là to mở ra cái ban công mini ở đây nữa. Cho nên là nó mang đến cái cảm giác rất là thoải mái khi mà sinh hoạt ở đây. Thì đây chính là hai không gian chung của tầng 2. Bây giờ hãy cùng Nhật An, Ánh Diệu khám phá những không gian riêng nhé. Bây giờ thì Nhật An, Ánh Diệu sẽ tiến đến phòng ngủ số 3 của nhà của chú Chương. Và với phòng ngủ này thì diện tích là bao nhiêu vậy Diệu? Và diện tích của căn phòng này chính là 15,6m², cho nên cũng nghĩ căn phòng này thì được thiết kế đồng trục với phòng ngủ số 1 ở tầng 1 đó. Cho nên là về thiết kế, về nội thất, tất cả các không gian gần như là nó đều tương đồng với không gian bên dưới đúng không Diệu? Có kệ tivi ha, có cái bàn trang điểm dạng treo, có giường, và đặc biệt là phần vách. Lúc nào hình như phòng ngủ cũng được bố trí cái phần vách đầu tư rất là đẹp. Dạ. Cái vách đầu giường như thế này thì sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác là phòng ngủ thẩm mỹ hơn rất là nhiều so với việc nếu như mà chỉ sử dụng những cái bức tường như thế này thì nó sẽ khá là đơn điệu. Đúng rồi, và khi mà chúng ta làm như thế này, thứ nhất là nó tạo phong cách nè, thứ hai là phần nào đó thì nó cũng bảo vệ được cái phần tường sơn của chúng ta. Bởi vì nếu mà toàn thể căn phòng chỉ một cái tường sơn thôi thì thật sự lâu ngày sử dụng có thể nó sẽ bị ố vàng hoặc là có những cái vết bám bẩn ha. Và cái căn phòng này thì cũng như căn phòng trước thì Nhật An cũng phải nói qua, đó chính là chúng tôi cũng có một cái nhà vệ sinh gọi là khép kín ở bên trong, ở ngay khu vực này. Và cũng có bố trí đầy đủ từ lavabo, toilet, men tráng xứ nè, rồi cũng như là cái khu vực tắm đứng để mà gia đình có thể sử dụng được. Ở đây cũng có một cái hệ tủ được gắn đèn led và có những cái cánh kính cũng rất là đẹp mắt. Thì nói chung là cả tất cả không gian thì đều được thiết kế phải nói là cái tiêu chuẩn của gia đình cũng khá là cao đó quý vị ha. Bây giờ thì hãy khám phá không gian cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và bây giờ An sẽ tiến qua không gian cuối cùng của căn nhà, đó chính là phòng ngủ số 4. Nhưng mà trước khi chúng ta đến phòng ngủ số 4 thì có lẽ cũng phải đi qua một không gian thường hay bị ví von là không gian phụ nhưng An nghĩ luôn luôn quan trọng và cần thiết, đó chính là nhà vệ sinh. Thì so sánh với nhà vệ sinh bên dưới thì nhà vệ sinh này cũng trang bị rất là đầy đủ tất cả những vật dụng quý vị ha. Đặc biệt là hai bên tường cũng như ở bên dưới quý vị thấy chúng tôi đều lát gạch. Bên dưới thì sẽ lát gạch chống trơn, hai bên tường sẽ có những cái gạch màu trắng rất là tươi mát và tạo nên cảm giác rất là mát mẻ cho gia đình khi có thể sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến qua không gian gọi là cuối cùng của căn nhà, đó là phòng ngủ số 4. Wow Diệu ơi, không gian cũng khá là rộng rãi vì không biết là diện tích phòng ngủ này là bao nhiêu vậy Diệu? Và bật mí với anh An cũng như là quý vị khán giả thì phòng ngủ này có diện tích là 14,4m², cũng khá là rộng rãi. Đúng rồi, và cái điều mà anh khá là thích của căn phòng này đó chính là nó có cái sự phá cách hơn một chút xíu so với những phòng ngủ trước, là nó có xuất hiện thêm gam màu xanh. Quả thật là nó nổi bật hơn và nó khiến chúng ta cảm giác thích thú hơn. Dạ đúng rồi, có thể thấy là
cái phòng ngủ này thì mang một cái phong cách rất là riêng và khác biệt hẳn so với những phòng ngủ còn lại, khi mà có một cái thiết kế rất là tươi vui trẻ trung nè, và đi kèm với đó là màu xanh điểm nhấn ở vị trí tủ quần áo cũng như là cái hệ tủ kệ ở đây nữa. Và quả thật thì về màu sắc của từng gian phòng ngủ đó thì nó không phải là bắt buộc phải theo cái tông chung của cả căn nhà, đúng không Diệu? Bởi vì đây là những không gian riêng, giống như lúc nãy chúng ta thấy ví dụ là có thể không khác biệt về những cái khác, nhưng ví dụ cái ra giường đi thì mỗi phòng ngủ lại có cái màu sắc riêng, cho nên là chứng tỏ là cá tính của từng gia chủ sẽ thể hiện rất rõ cả phòng ngủ của mình. Thì quý vị, đôi khi anh có đọc bình luận á, thì có những khán giả hỏi là không biết là nếu mà làm vậy có phạm phong thủy không, vậy thì đối với Diệu thì sao? Và quý vị có thể yên tâm là không phạm phong thủy đâu, bởi vì phong thủy thì sẽ được xét theo không gian chung. Còn nếu như mà không gian riêng thì chủ yếu sẽ chú trọng đến cái việc là thiết kế sao cho phù hợp với gu thẩm mỹ cũng như là sở thích của chủ nhân căn phòng. Đúng rồi, và còn nếu xét về phong thủy thì chính là phong thủy của cái chủ nhân của căn phòng này, đúng không nè? Cho nên phải nói là với căn nhà của chú Trung, từ nãy giờ người ta đi tất cả các không gian thì nó đều đẹp như nhau hết. Và đây chắc chắn sẽ là một trong những mẫu nhà rất là gây ấn tượng với tất cả quý vị đang xem. Và ngồi ngay cạnh anh Diệu lúc này đây chính là cô chú, là chủ nhân của ngôi nhà mà chúng ta vừa tham quan qua. Thực sự là khi mà con đến tham quan ngôi nhà này thì con cảm thấy là wow, thực sự là một cái công trình rất rất là đáng mơ ước của rất là nhiều người luôn. Và cô chú ơi, thì nhân buổi tham quan ngày hôm nay con cũng có một số câu hỏi nho nhỏ muốn gửi đến cô chú ạ. Không biết là ngôi nhà của mình thì xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Coi như là cô chú xây dự định là 5 tháng. Nhưng mà coi như là vì dịch á, rồi chậm công trình bị chậm nên việc không có được xây đúng thời hạn, cái xây trễ nên là coi như là công ty cho công tới xây dựng cho kịp Tết cho cô á. Đông công lắm nên thành ra hả, cô chú thì thấy ngày cả mười mấy hai chục công mà người ta còn tăng ca làm luôn ngày chủ nhật. Thành ra công trình của cô chú trong vòng coi như 3 tháng. Wow, chỉ có 3 tháng cho 3 một tháng. Cái ngôi nhà mái Nhật 2 tầng như thế này ạ? Là coi như xong. Và là rồi là coi như cô chú xây là trước Tết. Cho nó thời điểm đó là cô chú về nhà 20 Tết. Vậy là trước thời điểm Tết thì ngôi nhà của mình đã hoàn thiện rồi. Vậy là mình chỉ việc là mình vào rồi mình ở, mình đón Tết thôi. Rồi sau khi mà cô chú nhận được cái công trình này thì cô chú cảm thấy như thế nào ạ? Mừng xây được cái nhà, tại vì biết sao không, từ nào giờ mình chưa có xây nhà. Mà cái thằng con nó coi ở trên YouTube nó thấy cái công ty mất hôm á. Rồi thấy người ta tới, người ta đưa cái bản thiết kế, người ta kêu mẫu vẽ đó, mình thấy mình cũng ưng ý. Rồi cái qua hợp đồng, rồi cái bên chú Hải á cũng làm cho cái nhà mình nó ngấy cái tế cũng hợp lệ thôi. Hai vợ chồng đầu tư vô xây cái nhà ở chứ thực tế ra cũng cũng không biết công ty ở đâu là gì hết á. Rồi con nó lên mạng nó thấy. Rồi tóm lại thì cô chú có cảm thấy là mình hài lòng với công trình này không ạ? Cũng hài lòng. Và cũng đẹp, ưng ý. Không biết là chắc là người thân rồi bạn bè Tết đến chơi nhà thì có nhận xét như thế nào không cô chú? Ai cũng khen nó nhà đẹp. Ai khen hết á. Rồi và nếu như mà có một cái lời nhắn nhủ nào đó gửi đến những quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Mắt Hôm, những người mà đang có ý định xây nhà thì không biết là cô chú có lời gì muốn nhắn gửi không ạ? Dạ, bây giờ chắc là cô đang muốn chú trả lời đúng không cô? Gì? Coi như mình cũng ai muốn xây nhà thì mình cũng tìm hiểu. Quá là hỏi nè. Tới công ty rồi người ta tư vấn rồi thấy cũng cho nó kỹ lưỡng một chút rồi làm nhà cho nó đẹp. Thì sao chứ có biết nói gì nữa. Đẹp như nhà của cô chú là quá là vui rồi. Thì con cũng rất là cảm ơn những chia sẻ của cô chú, và con xin chúc cho cô chú sẽ có một cuộc sống thật là vui nè, thật là tiện nghi bên trong ngôi nhà của mình ạ. Vậy là Nhật An và anh Diệu vừa dẫn quý vị chúng ta tham quan một căn nhà rất đẹp ở Định Quán, Đồng Nai. Phải nói là một trong những căn nhà rất là ấn tượng, đúng không Diệu?
Và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích công trình này và có nhu cầu là thiết kế thi công cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của Markham. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An và Ánh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.